Đau đầu khi nhà có 4 đứa con mà chỉ có một phòng ngủ nên thiết kế như thế nào? Lắp hai khung giường sát tường, khung giường làm hai phần, một phần nhỏ làm tủ ốp sát tường để quần áo, phía dưới đặt đồ dùng cần thiết. Phần còn lại đặt sát giường là có chỗ ngủ và vừa có nơi để đồ rồi. Tiến hành lắp đặt giường ngủ và các vật dụng cần thiết, phía đối diện làm tương tự. Thế là hai bé đã có ngay không gian ngủ của riêng mình. Phía trên lắp khung giường và cố định sát tường, làm tương tự như phía dưới, chia thành tủ và giường ngủ. Đầu tường tạo hộc để đồ và lắp ổ cắm, giường đối diện làm tương tự. Đầu giường tạo hộc để đồ và ổ cắm, tiến hành lắp giường và các vật dụng cần thiết có ngay không gian ngủ. Xung quanh là vách gỗ, tạo thêm các ô và dùng lưới bảo vệ, nhớ thêm thanh chắn giường và rèm để tạo không gian riêng. Chính giữa là cầu thang hộp và tận dụng để làm giá sách, khoét thêm lỗ từ cầu thang và tận dụng để làm giá sách cho giường bên dưới, lắp thêm quạt. Bốn đứa trẻ đã có cho mình những không gian nghỉ ngơi riêng. Dưới gầm giường tận dụng để làm 6 ngăn kéo để đựng những vật dụng cần thiết, khi cần có thể kéo ra từng ngăn để lấy dễ dàng. Đối diện là giá sách chạy dài cho căn phòng và phía dưới lắp bàn học treo cho 4 chị em. Như vậy, với thiết kế này, tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng vẫn đảm bảo được không gian học tập và nghỉ ngơi cho 4 đứa con.